ngày 8 tháng 10, công quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang khảo sát truy xét băng nhóm cướp đâm một người trẻ tuổi chính thủng phổi ở khu vực quận này. Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng, ông Vũ Công Ngẩn ngụ quận Bình Tân đi xe gắn máy trên quốc lộ 22 về huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khi gần tới cây xăng ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 thì có hai người chưa rõ lai lịch đi xe máy áp sát ông Ngẩn. Hai người này vượt lên chặn đầu xe của ông Ngẩn khiến cho ông không giải quyết và xử lý kịp nên té xuống đường. Ngay khi đó, một đôi nam nữ đi lại lục túi ông Ngẩn lấy đi 50 triệu đồng. Riêng hai người chặn đầu xe ông Ngẩn thì khóa tay ông anh lấy chìa khóa xe. Sau đó cả nhóm tìm cách tháo chạy khỏi hiện trường. Thanh niên chính cấp cứu tại bệnh viện. Anh Nguyễn Đức Tính 27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, đi xe máy nghe thấy tiếng hô quán cướp nên lao xe anh đâu hai tên cướp để cản. Một tên trong nhóm này dùng dao đâm thủng phổi anh Tính rồi tẩu thoát. Người dân đưa anh đi cấp cứu. Công an đã xuất hiện khám nghiệm hiện trường anh khảo sát truy xét.